Bạn sẽ bấm ôn tỏ khía. Cái này trong ca nghe video learning nâng chai rùm lây và phép bọn nâng embedded derivative. Để tự tôn nâng standard cả này bạn IFRS lên phần 4. Để dùng ở chung mô tha Financial và Financial Instrument ở bộ cò đánh thụ. Chẳng thật ta ở với dùng ở chung mô tha embedded và derivative. Chẳng xong bóng ôn mơ ưu thọ mô tỏ khía nằm với ai dồn chức bạn. Dân mắt thà cầm hôn ảnh dẫn ní quạt bàn bỏ luộc ở nhà bán. Thế tôn từ lơ bao nứng để dùng một nhà bán nứng. Nằm bây giờ dương xe lôi kế dương trừ ở xong cả bạc kỳ. Nó không ní cứ ở chung mùa ta khắp hón hay nâng bạc đàm. Và cả bạc nâng bạc đàm nâng vì linh chung mùi nâng đầm lại mẹ bằng gối. Nó đi xin mà cả nơi dương mơ cả nơi tu tới nằm bây giờ dương xe lôi bị kế. Nhưng ta nhận xong ca phạ kê đừng phạ đám chỉ thông mà đà. Và ta bà ca phạ dương thả cạn này dương xây kế kiểu dương xong đọc thịa rồi. Chứ dương con này vô phạ đám này dương xây kế đến con đọc thịa rồi từ. Nó nâng bởi dương cất xa máy nhá. Dương còn đai mình tình nhận nông cho mùi nâng đồng lại mê thì. Và ta nâng nông phạ bọt nâng phai này ở rộp bà rưu cò mà rích. Vì ai bị tôi bị à gì bởi dương á. Chẳng nập với đề kê xây lối bài chỉ ca phạ nâng hay nâng phạ đáo mình tình nặng nông cho mùi nâng mẹ vinh không nông lấy ní miên đây tha bà sân chia bà sân chia cả này đồng lại mẹ nâng bà càng láng để xây dưỡng có bóng ca phạ cứ càng láng tam nâng thầy anh ấy dân mà cười gì là ca phạ sập bà sân chia cả này miên nâng đồng lại thịa chóc ca phạ nâng cặp hốn có vía bà tệ cho đài thầy. Chẳng vì ai đã là sao ta nhận xây lối rưu có nhận đã ở kia xây nứng còn mình ta nhận nông nông ca rô xí và chuyên đô dùng mùi nông mẹ chẳng còn bảo đảm tha ca phạ đã dừng tu toát rồi có ca phạ để thu bán nóng với ọt ai từ offset dùng mùi nông đồng lấy mẹ bàn và đối chất bàn ở dương ta nhận nông dùng mùi nông mẹ vì mình bên trong ta ta nhận nông dùng mùi nông mẹ thì vì ai nhà bán nóng ta nhận nông dùng mùi nông prey mình rồi có chúng môi tầm đánh xên ở chúng môi ta không và ở chúng môi tầm đánh xên thì ai vợ con tầm đánh xên thầy tiếng mình bên bài tha chúng môi tầm biệt tiêu và ta được mong một thón cứ dương sần mọt tha chúng môi nâng biệt chân trong chuẩn mình ní cứ sầm rập nhà bàn bao ní cho chúng môi ta nán để về tiêu rồi có cái hai room ní ở chúng môi ta nán để về tiêu host contract và cái sân nhà đàm nhớ chậm nay ai miền Tây Vinh bản lại miền cái áo mua ra derivative component và hai derivative component cứ cái áo mua ra via rồi có cái hai ta embedded derivative của bạn này và chân embedded derivative ní bởi vì áo dùng đây với cứ chia derivative và đây bằng châu chữ muối và bằng châu chữ muối nâng nán derivative bằng cả nơi cái chúng ta single hybrid instrument và overcore anh thốt đại con cắt hybrid mình là về con cắt mình làm biên mực này về chia nan derivative hai mực này về cứ chia derivative thì chắc là embedded derivative này đầm lái với prai pro và về prai pro sai tam cái sai tam này và sân chia miền này về can láng ní có về can láng này và sân chia miền này về thôi chót embedded derivative có thoi trong tại trong miền đây bạn nắng bàn chẳng tệ tôn từ lơ chấm mạch bị say dưỡng và bàn nắng hai vẽ pon nâng u thọ vẽ pon nâng house contract đối diện bình nol và định đó đối diện bàn hành lời nhé nhà bàn là đối diện list và đối diện contract xem đối diện insurance và đối diện foreign exchange ra đầu bạc đối diện vẽ hồn mà chẳng hạn cái huấn với anh linh chúng mình xây là và embedded derivative và đối chia interest rate index, leverage feature, commodity index và equity index và này cứ foreign option và foreign exchange option và bản chứng bản top dương chập đàm kịch thà ta derivative và derivative này cứ dương cua tại cọt ra mình chi cái này ôi đặt lại vì host contract của chân bây giờ mơ nông bụt họ hàng lơ dương nứng bà sẽ nhà bán nứng cứ chỉ host contract và chấm này ai biết bọn nâng biết và dưỡng nằm lại để biết càng lang thôi cho nâng vì cái chúng mua thà embedded để về tiêu và chúng ta dùng cô có ta để về tiêu sáng hơi nâng học contract sáng rồi có dùng cầm bánh pin cho nên làm đòn chẳng bật tam standard cận đấy IFRS cũng muốn và dương mình cua cọt trá embedded derivative những cứ CNP hoặc contract T và sân chia cả này thì muối và thì muối cứ về phần năng economic characteristic ở năng risk và đại cả CNP embedded derivative những cứ miền tây nông chất sật và chúng muối năng hoặc contract cho nên cứ dương rôm nên là một đòn rôm người ta dương 100 record derivative same hoặc contract same thì và ta bởi dương cần lấy mơ thọ hàng lơ bởi dương cứ dương bầm bài kia mình là dương cứ từ contra host contract same contra từ tour score null same contra từ tour score derivative same và mùa là hai được xa ta bẹp con năng miết cứ miền hai ta ri economic mà miền ri hay năng miền làm lại same hơi để tôn nhà ban này bảo nó có miền ri same này chẳng là pin những cứ việc admin từ nông dân sát tề admin từ nông dân sát tế chưa riêng ai cọt ra bài bàn và bài mình là bấm nói sen hơi derivative sen đây bấm nói riêng ai pra tam chỉ sai am thay khó đây và thay khó vì ai về phần derivative những cứ riêng đi gần nãy tam fair value through bucket log đây chỉ thông mà đã derivative cứ riêng bảo vệ tam fair value through profit or loss và chẳng vì càng lớn cứ bị ọt miền tây nông chất là thế và tipi và tipi về con năng hybrid miền tây làm đảo lơ nhà ban dưới người nâng bản nâng derivative nhà ban dưới người nâng chủng môi nâng bản chủng môi nâng derivative là link chủng môi nâng miền nắng nên gọi chủng môi là hybrid nâng và hybrid những cứ dương bảo vệ tam fair value through profit loss không cả đấy nếu thọ cả đấy lục nẹt xây lôi kỳ mà xây lôi kỳ đại dương bàn bàn dây thà cà prạ đừng cà prạ bao dưỡng linh chủng môi nhưng làm lại mẹ chẳng và sân chia cả đấy bấm non lần nhà ban đại dương xây lôi kỳ những dương bảo vệ tam fair value through profit loss và chỉ tham đá bấm non cứ dương bảo vệ tam thay kho còn ta bực nông cạn đấy mình nói riêng đại qua với anh tam fair value through profit loss nắng mình nói là riêng giấy đến cứ chúng ta là hybrid instrument nắng và sẵn mà riêng qua với anh tam fair value through profit loss với anh cứ riêng 700 cầm bánh thì và 700 cầm bánh người ta riêng room show này làm đó đang host contract đang embedded derivative cứ riêng cầm bánh show này làm đó còn 700 từ record nhà bắn từ tour score sinh rồi embedded derivative same thing vì pro hai đấy là sao tại derivative về chỉ thông đá nhưng bảo vệ tam fair value through profit loss hai chẳng bà nó tìm mùi hơi bấm non lắm với nhưng bảo vệ tam fair value through profit loss đấy với đôi khía chẳng như cầm bài châu nên làm đòn tới 700 tỷ và cả này tí bay để tôn từ lời host contract riêng cứ chia financial asset và chia financial asset chẳng anh ấy cứ riêng đào tôi chỉ investor bánh và chỉ investor riêng bánh chẳng nông cạn đấy đại ca bị dột vào dưới và investment dưới chỉ financial asset bù tha ca cái chăm gia môi dùng nút và chỉ bên financial asset thì và ta không cạn đấy cứ đưa dương investment từ lơ và từ lơ nhà ban rồi investment từ lơ equity và dân chơi dưới investment từ lơ nhà bán đã bao nứng rồi còn investment từ lơ equity nứng dương pra tam fair value through profit loss rồi cho nên cái dương 100 bạch bầm bạch và dương 100 bạch financial sắp sinh rồi nâng derivative sinh thì và bộ ra dương bảo vệ tam fair value through profit loss tiện tôn từ lơ embedded derivative nứng cứ bằng cách là cash flow mỗi cái lạng cái trán nên là việc price proof để sao để về tiêu nền và không cạn đấy đại và không cạn đấy đại embedded derivative những việc bằng cách là cash flow price proof lắng chẳng từng mua tầm đó mới là host contract và dưới ngày nâng derivative nó cứ dương combine trong này tầm đòn từ và 300 CVT và tay bởi dương cần lên mà mơ nhưng sao đau mình nhắc 4 và sân chơi dương cần lên mà mơ ô thò dương còn lớn ấy cứ rồi viên derivative hay nâng rồi viên host contract dương bài kia dương bài và dương bài mình là dương thua score bấm nói link cứ xây và thua score nói link cứ dương thua tam amatai khó thầy thì derivative này cứ dương thua tam fair value through profit loss thầy vì vô tham mía hay nâng bấm nói link cứ mình rip xây nghĩa và mình rip xây nghĩa vì on mình là nông dân sát thế và ở được nông u thon này cứ dương sàn mọt đài và sàn mọt hà nhà bạn ấy cứ dương ọt qua bên tam fair value through profit loss thầy chứ mà cana bầm nói dương qua với tam fair value through profit loss với nhá nhỉ mà cả này đi với nhá mà cả này bạn đến cứ tăng bạn tăng derivative và tăng cost contract nó cứ như cầm máy trong này bàn và những chiếc ca trai lên môi rằng sẵn khăn lái về con năng derivative và sân chiếc cả này lúc này ăn vô lấy về con năng embedded derivative thế là nó cứ ai số bàn á dương miên derivative xây tiết đối chia forward và đối chia forward đối chia future đối chia option đối chia swap và chúng ta cùng ngày cứ dùng giấy về con năng embedded derivative và bạn đã con mong muốn học này